suy nghĩ, khi mà quen ai đó em cũng suy nghĩ, em cũng rè rà, em suy đi tính lại nên là thành ra bây giờ em vẫn vậy. Dạ, nên lần này rút kinh nghiệm là nếu mà hợp ý rồi quen tìm hiểu nhau đạt thì em sẽ cưới sớm luôn. Xin chào bạn trai, bây giờ là bạn đang ngồi trước mặt chị Cát Tường rồi ha, nhưng mà bạn nữ của mình vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác của bạn hiện tại bây giờ như thế nào? Dạ em thấy hơi run chị. Hơi run. Bình tĩnh ngồi hít thở thật sâu. Bây giờ chị Tường sẽ ra để mà mời bạn gái của em vào đây nha. Dạ. Rồi, bạn gái mình đã đến rồi. Bây giờ hai bạn đã ngồi yên vị trí của mình rồi. Các bạn được quyền mở mặt nạ của mình ra. Rồi, chào em gái. Bây giờ thì các bạn đã được ngồi nhưng mà đối diện với nhau, cách nhau bởi một trái tim ở chính giữa ha. Mời bạn trai giới thiệu trước. Chào bạn bên ấy, mình là Đỗ Anh Khoa. Sinh 1988, năm nay 31 tuổi. Hiện mình đang công tác tại Ủy ban Nhân dân quận 8. Làm nhiệm vụ gì trong dạ, đó? Em làm ở ban bồi thường vậy. Dạ, bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án để làm sạch đẹp cái mỹ quan đô thị. Quê mình ở đâu? Dạ em quê ở Long An, nhưng mà sanh ra thì ở Bến Tre, lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Kiều Trang, em sinh năm 91. Em sinh ra ở Hồ Chí Minh và nhà cũng ở Thủ Đức. Hiện em đang là chuyên viên dịch vụ khách hàng của công ty chứng khoán VN Direct. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em lạc quan, yêu đời và sống tình cảm. Có cái khuyết điểm nào không? Em cũng hơi nóng tính, như là em hay dễ bị căng thẳng. Mỗi lần căng thẳng thì em hay nói lắp. Mỗi lần căng thẳng là bị nói lắp. Nói lắp. Để coi chút xíu nữa có nói lắp không ha. Nếu mà có nói lắp là biết bạn ấy đang căng thẳng. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em dễ hòa đồng, dễ bắt chuyện, dễ nói chuyện. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em hơi khó tính, hơi kỹ tính một chút, hơi rè rà. Cái chuyện gì mình suy nghĩ hồi lâu rồi mình mới quyết định mình làm, chứ không phải mình làm ngay. Cái gì cũng phải chậm, cũng dạ, chậm đúng rồi, cái chậm. Cái đó là cái khuyết điểm của dạ, mình. Dạ, cái khuyết điểm của em. Em nghĩ do cái bản tính của em nó vậy rồi, nó được hình thành như vậy rồi. Thế thì trong công việc có khi nào mình hoàn thành cái công việc mình nó bị trễ thời hạn không? Có, đôi lúc công việc em cũng bị trễ thời hạn. Đó, chị Tường nghĩ cái này mình cũng phải nên cân nhắc, chỉnh sửa một xíu. Chứ để nó ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì nó cũng không hay. Trong tình yêu thì sao ta? Do em cũng hơi kỹ tính đó, nên là cũng do chắc cũng hay chưa có tìm được cái người thích hợp đối với mình. Từ đó giờ chưa có mối tình nào hết? Mối tình thì em có hai mối tình một thời sinh viên. Bạn trẻ con, tính trẻ con nên là kết thúc. Thứ hai thì hơn em một tuổi nhưng mà do bất đồng ý kiến cũng chia tay. Với bạn đó cũng lăng nhăng nữa. Có nghĩa là bao nhiêu lâu rồi không có bạn trai? Khoảng hơn một năm nay ạ. Năm nay là không có bạn trai. Thế còn em? Em thì trải qua ba mối tình rồi. Mỗi mối tình là cũng 2 năm. Không hiểu sao mà cứ mà muốn tiến tới hôn nhân á thì lại có những vấn đề nào đó gây cản trở nên là em không tới được. Chứ gần tới hôn nhân là có cản trở. Giống như có một lời nguyền ấy chứ. Có lời nguyền. Cứ tới 2 năm là muốn tổ chức đám cưới lắm nhưng mà thôi bây giờ mình quen 1 năm thôi là mình cưới được rồi, mình để chi tới 2 năm nữa. Dạ nên lần này rút kinh nghiệm là nếu mà hợp ý rồi quen tìm hiểu nhau đạt thì em sẽ cưới sớm luôn. Cưới sớm luôn ha. Dạ. Chứ bây giờ mà để 2 năm nữa dính lời nguyền nữa. Dạ. Nó phải có cái nguyên nhân chứ, em có tự suy nghĩ không? Phần cũng là do cái công việc em trước đây là em làm cũng hơi căng thẳng nên cũng có thể là do em lơ là với họ. Trong cái mối tình mới này mình phải chỉnh sửa lại bản thân mình một chút xíu. Thật sự phụ nữ họ đơn giản lắm. Họ chỉ cần là mình thật sự quan tâm đến họ mỗi ngày, ta mới cảm thấy được an tâm. Đúng không? Rồi, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Một bạn trai chững chạc, trưởng thành. Đừng có trẻ con quá, quan tâm suy nghĩ đến người khác. Em có phải là trẻ con không? Dạ, có chị. Có. Ví dụ em thích là nhõng nhẽo với người mình thương. Nhõng nhẽo hả? Thích là sao hay nhõng nhẽo. Nó ngược ngược vậy. Khi mà quen thân rồi em tính em vui, em hay lầy, em hay chọc ghẹo bạn gái mình, chọc chửi. Còn nhõng nhẽo là sao? Em có thương anh không? Em nắm tay anh đi dắt anh qua đường đi em. Nó là vậy. Nó kiểu giống hơi như là biết cũng dễ thương. Nó ngộ ngộ, nó hay ngược ngược. Em thì ngược lại, cái tính lại không có sến được như vậy. Về cái vóc dáng ngoại hình em mong muốn một người. Em thì không thích người đàn ông mà có râu hoặc là hoặc là giống anh trai em. Anh trai em thì hơi gia trưởng xíu nên em không thích gia trưởng. Không thích gia trưởng, giống anh trai mình. Dạ. Để ví dụ có râu thì cạo đi được không? Cũng được nhưng mà đừng có xề xòa quá, lúc nào cũng phải gọn gàng chút xíu. Rồi, nói chung là gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Đừng có bụng phè, nhậu nhẹt, đúng rồi, gia trưởng. Gia trưởng là đừng có xét nét nơi người khác quá, đừng có khó tính quá. Không thích hút thuốc luôn. Không thích hút thuốc luôn, dạ, bạn rồi. Này chắc chắn là có hút thuốc.
Tôi nhìn sơ một cái cảm giác của tôi là có hút thuốc nhiều đúng không? Dạ, đang cai chị. Đang cai. Dạ, bỏ thuốc lá đi nha. Giờ em đang bỏ chị, tại giờ ở cái tuổi này rồi em cũng giống như sức khỏe của mình á. Mà hồi trước hút nhiều lắm hả? Ngày mấy điếu gói không? Khi nào mà uống cà phê hay là đi uống cà phê với bạn bè thì có hút vài điếu. Thôi nên bỏ đi. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em cũng không có yêu cầu gì cao. Tại vì mỗi người là một cá thể khác nhau, nên là mình gặp mình có thể tự dung hòa rồi mình sửa đổi để mà cho phù hợp với đối phương. Chỉ cần người bạn gái ấy là kỹ kiện, lễ phép, suy nghĩ về cho người khác. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Em nghĩ mỗi người đều có một cái tính xấu và tốt và mình chấp nhận được hết. Nói chung là bạn trai hơi dễ tính. Thử một cái tài gọi là thằng giao cách cảm sơ sơ đi. Qua những gì chia sẻ nãy giờ, xin mời bạn hãy thử đoán chàng trai của mình là ai. Mình có hình ảnh gì để đoán không? Dạ có. Để chị cho đoán luôn. Đoán đi. Xin mời bạn trai cho 3 gợi ý về đặc điểm để cho bạn gái có thể nhận dạng về mình. Mình có nụ cười tỏa nắng. Gì nữa? Ông điếu. Có ống điếu. Mặt tròn nhìn phúc hậu. Mời bạn gái cho 3 gợi ý. Em không cao lắm, cười rất là tươi. Tỏa nắng luôn. Có đeo mắt kiếm. Có đeo mắt kiếm. Rồi lựa đi. Ai cũng đeo kiếm hết. Kiếm cho kỹ nha. 30 giây để chúng ta để xem thử hôm nay thần giao cách cảm của hai bạn có đúng hay không. Nhận ra được ai chưa? Hôm này. Hay quá, để đó bên đây. Dạ, coi ngay đây. Rồi hay vậy, một đông người vậy mà sao mà nhận ra hay vậy. Ôi hai bạn quá là tuyệt vời. Các tường mở cửa trái tim này ra nhé. Dạ. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, hai bạn được trực tiếp trò chuyện với nhau. 1, 2, 3. Đúng với hình mình lựa chọn không các bạn? Dạ đúng. Trời ơi, Tường không ngờ là hai bạn này xuất sắc luôn á. Cái hình đưa ra rất là khó thưa quý vị. Mọi người nhìn xem nè, một tấm hình mà mấy chục con người như thế này, vậy mà bạn nữ nhận ra được người bạn trai ngồi chờ hỏ ở đây, nụ cười tỏa nắng, có ông điếu, dễ sợ thiệt. Bên anh này thì dễ nhận hơn, tại vì có 3 cô gái thôi, 3 cô đều có mắt kiến. Mà em chọn ra được cô này, em dựa vào cảm giác. Cảm giác. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy nói cho nhau nghe về cảm xúc của mình đi. Cảm nhận về đối phương như thế nào? Chào em. Dạ chào anh. Bạn gái dễ thương quá. Bạn gái dễ thương quá. Sao, tim loạn nhịp gì chưa, hồi hộp chưa? Dạ, hồi hộp hơn lúc ngồi. Em thấy anh rất là dễ gần, dễ tính, cũng đúng như là anh đã miêu tả em. Rồi, bước thứ nhất, bà Mai cảm thấy yên tâm, khá thuận lợi. Rồi sao không tặng quà? Trời ơi, đợi nhắc tuồng nữa, ga lăng đâu. Cảm ơn anh. Đây là gấu ký ức. Em cảm ơn anh. Chúng ta có những ký ức đẹp. Dạ. Ủa, có tên con gấu ký ức nữa hả? Dạ, chó ký ức. Xin lỗi. Chó ký ức hả? Cảm ơn em nha. Dạ. Mình sinh ra đâu phải để buồn. Tình yêu là gì? Đừng có đòi hỏi cái gì quá lớn lao. Mình mong muốn tìm được một người mà khi ở bên người đó mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Cũng là sắp tới giờ trưa đói bụng rồi, Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon ngày hôm nay. Trong quá trình ăn thì chúng ta sẽ trò chuyện tâm sự ha. Rồi, cho mời đồ ăn. Món ăn mà ngày hôm nay các bạn được thưởng thức đó là món cơm trộn tại Aori Ramen với lòng đỏ trứng có hàm lượng vitamin rất là cao, được chế biến với cơm trắng nè, nóng nha, rồi một chút xíu thịt nữa, kết hợp với nhau là ra một mùi vị rất là thơm ngon, không thể nào cưỡng lại được của món cơm trộn. Mời hai bạn cùng thưởng thức. Ôi, Tường cũng đói bụng quá, Tường cũng ra ngoài kiếm một tô cơm trộn để ăn đây. Nhớ nha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, trộn lên đi cho trứng nó chín vô với cơm ngon lắm luôn á. Món này Tường rất là ghiền. Trộn lên ăn, vừa ăn vừa tâm sự nha. Mời em ăn trưa. Dạ mời anh ạ. À, bình thường ở nhà thì ai sẽ là người nấu cơm cho anh? Anh thì sống với ba mẹ nên là mẹ anh nấu, nhưng mà kiểu lúc nào mà mẹ bận hay là mẹ phải về quê á thì anh sẽ là người nấu. Còn em ở đây em sống với gia đình hay là? Dạ ở đây em sống với gia đình, sống với ba mẹ luôn. Thì ở nhà thường mẹ sẽ là hai người nấu cơm cho em ăn nhé. Anh thì nấu được nhưng mà những cái món mà cầu kỳ khó quá thì anh không có nấu được. Em cũng vậy, em thì cũng biết nấu nhưng mà do công việc hay đi làm nhiều á thì thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật ở nhà em rảnh thì em mới nấu, em thì không có nấu ngon được. Mời em ăn trưa. Mời anh. Thường thời gian rảnh á anh hay đi đâu? Nếu mà những cái ngày thứ bảy chủ nhật bình thường như vậy á thì anh uống cà phê với bạn bè hay ngồi đọc sách hoặc chơi game. Những cái ngày mà mệt mỏi á hay là có áp lực công việc nhiều á anh hay đi Đà Lạt. Thì là anh cũng hay đi du lịch đúng không? Đúng rồi. Dụ như sau khi kết hôn á, anh có ý định là mình sẽ hay đi du lịch nhiều không? Có thích đi du lịch nhiều không? Đi. À, vẫn cứ đi hả? Đúng. Anh, nhưng mà anh sẽ dắt em ha.
Cảm ơn anh. Cuộc sống mà, cho nên lúc nào nó cũng sẽ có những cái khó khăn, những cái áp lực hết. Anh thua là mình biết giải tỏa hay là làm sao để cho cái cuộc sống nó thêm màu sắc hơn. Dạ. Cho nên là nếu mà có cơ hội á, thì anh nghĩ là anh sẽ làm cuộc sống em có muôn màu muôn vẻ. Cảm ơn anh. Em nghĩ anh chắc cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình. Còn mẫu người anh tìm hiểu sẽ như thế nào? Đối với em thì cũng không cần người đó có ngoại hình nhiều. Chủ yếu là biết quan tâm gia đình, biết lắng nghe. Lúc nãy anh cũng có chia sẻ, anh luôn đặt cái suy nghĩ của người ta và đặt bản thân mình vào suy nghĩ của người ta, để mình biết được là người ta có khó chịu không khi mà làm việc đó. Chứ anh không áp đặt, người đó phải làm như thế nào, thế nào. Thì em nhìn anh, em thấy anh như thế nào? Em thì như ban đầu em có cảm nhận ban đầu là anh rất là dễ nói chuyện, dễ chia sẻ. Cảm nhận ban đầu là vậy. Em rất là dễ thương, rất là hiền. Rồi, cơm ngon không? Dạ ngon chứ. Ngon, ăn món cơm này lần nào chưa? Dạ rồi. À, sao rồi, hai bạn đây có phải là người mà em mong muốn không? Dạ phải. Phải, đây có phải người em mong muốn không? Chắc là được khoảng 70%. 70% là quá tốt rồi, này chắc 100% luôn rồi quá ha. Dạ. Dễ tính quá mà. Nãy giờ hai bạn đã trò chuyện với nhau rất là vui, cũng hiểu nhau phần nào. Bây giờ mình chơi một trò chơi để mình test lại một chút xíu, các bạn có đồng ý không? Dạ. Trên tay chị Tường có một cái sắp bài của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trong đây là những cái yêu cầu dành cho các bạn. Dù mình bóc trúng cái yêu cầu nào thì mình sẽ thực hiện cái yêu cầu đó. Các bạn sẵn sàng không? Dạ sẵn sàng. Bạn nam trước đi. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Trời ơi. Chị nghĩ em không có cái gì đáng yêu với chị hết. Hãy nhìn cô gái bên kia, hãy làm một cái gì mà đáng yêu nhất mà cô ấy phải chấp nhận thì mới được nha. Được không em? Dạ được. Đáng yêu không? Dạ đáng yêu. Chị nghĩ là mốt mà em mà quen với anh này, được rồi, ta kêu làm có một cái, làm gì 4-5 cái như vậy. Em mà quen với anh này là chắc là anh nhõng nhẽo dữ lắm. Tối ngày em đi theo em dỗ trẻ đó, cũng lý thú lắm cho bộ đúng không? Thấy cuộc đời nó cũng tươi trẻ đúng không? Rồi tới phiên em. Đọc lắng lên. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Chị Tường sẽ kiểm tra, không làm được bị phạt. Đúng rồi, hành động gì lãng mạn, em muốn làm gì? Đó là mình qua mình đựng má ảnh, mình hôn trán ảnh, hôn tay ảnh, hát cho ảnh nghe, hay ru ảnh ngủ, hay là chải tóc cho ảnh. Hay gì đó, em muốn béo má. Hả? Béo má ảnh. Béo má hả? Lãng mạn đó hả? Em đồng ý cái lãng mạn đó không? Em con nít nào có vẻ em thích à? Được vậy. Rồi đi. Rồi. Thôi đau chậm, một chậm chút xíu em ơi, chậm lại. Chậm thôi, giữ nguyên nha. Mình đã ăn uống rồi ha, thưởng thức món cơm trộn rất là ngon. Trò chuyện với nhau rồi. Bây giờ đến cái giây phút quan trọng nhất là chúng ta sẽ thể hiện cái cảm xúc của mình với đối phương. Mình nói điều gì đó, mình làm điều gì đó, mình mời em trai. Những giây phút quyết định đó. Nếu mà anh có cơ hội được qua anh quen với em thì anh sẽ mang đến cho em những niềm vui và những cái kỷ niệm khó quên. Thì của bà, chúng ta sẽ đi tới cuối con đường. Anh sẽ mang em tới một cuộc sống mà nó không phải chỉ có một màu cải nhạc lặp đi lặp lại. Mời bạn em gái. Hiện tại em cảm giác mới ban đầu đối với em, giờ em rất là thấy anh rất là dễ mến, rất là dễ trò chuyện. Còn những cái vấn đề về sau á thì em chưa có thể nói được. Dạ. Không sao, miễn là mình có một cái cảm xúc đầu tiên, đó là những cái dấu hiệu rất là tốt rồi. Hồi nãy em có hứa là đem cho đến cho cổ một cuộc sống không có tẻ nhạt gì đó. Chị chưa biết có tương lai em có thực hiện được hay không, nhưng tại đây em có một món quà gì đó tặng cho cổ cho nó vui lên, cho nó không khí lên được không? Dạ, chắc em xin hát một đoạn rap. Rồi, hát một đoạn rap. Mời em. Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ mang những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những điều mình xa xôi, nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh buồm đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực mày mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ như sáng hơn ngọn hải đăng. Cảm ơn anh. Dễ thương. Bây giờ thì hai bạn hãy đập tay vào nút bấm của mình đi ạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nhé. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Còn nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta không rung động thì chúng ta không bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Lý do tại sao em là không bấm? Em cảm giác như anh Khoa có thể là một người bạn thật sự, một người bạn rất là tốt, có thể trao đổi được với em. Nhưng mà về phía tình cảm, thật sự đến giờ này em chưa có một cái gọi là trong con tim, nó chưa có rung động thật sự. Có phải mình là hơi khó tính quá không? Có lẽ là nhau một phần như vậy. Chị
Tường nghĩ là đôi lúc á, mình đừng có cầu toàn quá. Tại vì thật sự một vài phút ở trên trong cái chương trình nó không có đủ để chúng ta cảm nhận được nhau. Nhưng mà đó là cái quyết định của em, chị Tường vẫn là rất là tôn trọng. Cảm giác của em bây giờ như thế nào? Dạ thì những cái gì đó là nó nhanh quá nó cũng không có bền. Thì em cũng tôn trọng quyết định của bạn gái. Bạn gái cảm nhận được sự chân thành của em. Nhưng mà tình yêu nó đòi hỏi cái cảm xúc, cái sự rung động. Thì có lẽ là cái sự rung động nó hiện tại là bạn ấy chưa có. Xin mời hai bạn đứng lên.